Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đánh giá sản phẩm của iDoAudio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về một cặp tai nghe mới nhất của Sony và cũng là một trong những cặp tai nghe cao cấp nhất ở trên thị trường hiện nay với những cái công nghệ hiện đại nhất. Đó chính là chiếc Sony VKF-1004, một trong những sản phẩm đang làm mưa làm gió ở trên thị trường. Cái đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để trải nghiệm cảm giác mở hộp của cặp tai nghe này nhá. Các bạn có thể thấy một cái hộp đựng rất là nhỏ so với cái tầm vóc của một cái cặp tai nghe đắt tiền nhất của họ. Và cái hộp đựng này Sony cũng làm hoàn toàn bằng giấy luôn, theo đúng cái triết lý bảo vệ môi trường. Cái cách thiết kế mới này cũng cho thấy là cái sản phẩm này sẽ là một trong những cái sản phẩm đi theo một cái ngôn ngữ thiết kế mới, không đi theo cái lối mòn truyền thống của Sony trước đây nữa. Trên cái hộp đựng này thì nó sẽ không có nhiều những cái thông số kỹ thuật hay là những cái thông tin về sản phẩm như là ở những cái sản phẩm trước đây. Chúng ta chỉ có cái logo Hi-Res này, cái thời gian nghe nhạc là 8 giờ và 16 giờ cộng thêm khi sử dụng chung với hộp sạc, công nghệ chống ồn chủ động bán đảo của Sony này. Phía đằng sau thì cũng rất là ít thông tin, gần như là không có những cái thông số kỹ thuật về sản phẩm luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp luôn. Cái cách đóng hộp của họ cũng rất là khác thường. Đây, đây là cái giấy bên ngoài. Sau đấy thì chúng ta sẽ cắt seal và mở ra. Đây, bên trong này, đây là cái tai nghe này. Còn tất cả những cái phụ kiện thì Sony nhồi nhét ở đây. Nếu là sản phẩm chính hãng thì chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng của Sony như này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này, các bạn nên đọc qua nhá. Chúng ta sẽ còn hai cái bộ tip nữa, size S và size L. Trên tai là có size M rồi. Mình nói thêm một chút về cái tip mới này của Sony. Đây là một cái form hybrid với cái phần bên ngoài được làm bằng bọt biển mềm và bên trong thì vẫn được làm bằng cao su non, mang đến cho cái tai nghe cái khả năng chống ồn tốt hơn cũng như là cái độ bám ở trên tai tốt hơn, đồng thời là cũng tăng cường cái độ bền so với những cặp mút bọt biển thông thường khác. Tuy nhiên, với những người chưa đeo mút bọt biển bao giờ thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút bởi vì nó hơi cứng, hơi kích tai một chút. Chúng ta sẽ cần phải có một cái thời gian để quen với cái kiểu mút bọt biển này. Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể thay bằng cái mút cao cấp khác như là Spinfit CP100. Còn lại đây là một cái cáp sạc, một đầu USB và một đầu USB Type-C, một cái cáp dài khoảng 20cm. Hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với cặp tai nghe. Mình sẽ bóc cái giấy bảo vệ này ra. Cái giấy này thì nhìn nó cũng không được xịn xò lắm. Rồi, trên tay mình là cái hộp tai nghe Sony VKF-1004 với một cái thiết kế hoàn toàn mới, nhỏ hơn rất là nhiều so với cái hộp của VKF-M3. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái logo Sony được in màu vàng ở phía trên này. Phía dưới thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm như là mã sản phẩm này, nguồn sạc 5V này, sản xuất tại Malaysia chứ không phải Trung Quốc này. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C. So với nhiều hộp sạc khác thì mình thấy cái hộp sạc này có vẻ nặng hơn một chút, tuy nhiên vẫn không phải là một cái hộp quá nặng. Còn cái hộp này thì nó được làm bằng nhựa và cái lớp sơn ở trên cái hộp cũng là một lớp sơn mịn và nó chống bám vân tay khá là tốt. Khi mà các bạn cầm lên thì nó sẽ để lại vân tay một chút, nhưng một lúc sau thì nó sẽ bị bay đi. So với cái thế hệ trước thì đây là một cái thay đổi lớn. Với một cái hộp nhỏ nhắn, dễ dàng cầm nắm như này thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ vào túi quần mà không sợ bị cộm luôn nhá. Cái cách họ làm cong như này nó cũng sẽ giúp cho cái cảm giác cầm nắm ở trên tay nó dễ dàng hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Ngay khi mở ra chúng ta sẽ thấy một cái dải LED ngay ở phía trước này. Và đây cũng là cái đèn duy nhất ở trên cái hộp luôn. Nó sẽ báo hiệu trạng thái pin của cái hộp này. Đây, khi mở ra các bạn có thể thấy cái bàn lề của nó được làm rất là tốt. Và khi đậy vào thì tiếng kêu của cái nắp hộp này nó cũng rất là thích. Nó cho chúng ta một cái cảm giác đây là một cái hộp cao cấp. Cái nắp hộp này nó cũng được khít bằng nam châm và cái lực khít của nó cũng rất là tốt luôn. Đây, đây là hai cái tai nghe được đặt bên trong. Cái hộp thì rất là bé nhưng khi chúng ta nhìn vào bên trong thì cái tai nghe nó lại rất là to, đúng không ạ? Nó rất là to so với cái tổng thể của cái hộp này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái tai nghe này ra. Các bạn sẽ thấy ở bên trong này nó gồm một cái chấu sạc nữa thôi. Với cá nhân mình đánh giá thì nó cũng không quá nhiều điểm đặc sắc. Tuy nhiên, đây là cái hộp được làm một cách cẩn thận và có cái độ trau chuốt cao. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cặp tai nghe Sony VKF-1004. Các bạn có thể thấy một cái thiết kế hoàn toàn mới và nó khác hẳn so với cái thiết kế của chiếc 1000XM3 luôn. Cái phong cách thiết kế của cặp tai nghe này nó mang đến một cái gì đấy rất là bầu bĩnh và tròn trịa. Điểm nổi bật nhất ở trên cái cặp tai nghe này đó chính là cái phần microphone được cách điệu theo dạng hình tròn, giống như là một cái mặt trăng bên cạnh trái đất ở đây. Cái ngôn ngữ thiết kế này nó mang một cái gì đấy rất Á Đông luôn. Mình cũng rất khó giải thích điều này nhưng mà mình cảm thấy nó có một cái gì đấy của thiên văn học, của vũ trụ. Cái mặt tròn to này chính là cái mặt cảm ứng của cặp tai nghe và chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào đây để điều khiển thôi. Chúng ta sẽ có cái logo Sony ở phía góc này cũng được in màu vàng. Cũng có một cái lỗ thông gió ở đây, cũng được làm cách điệu màu vàng khá là đẹp luôn. Còn ngay mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có ký hiệu LED RAI này và ba cái chấu sạc. Bên cạnh đấy là một cái cảm biến tiệm cận và cái hốc microphone.
Chất liệu nhựa mịn bao quanh cái cặp tai nghe này cũng mang đến cái cảm giác cầm nắm rất là thật tay, cũng giúp cho cái tai nghe này bám ở trên tai chúng ta chắc hơn. Cái thiết kế công thái học này cũng là một cái thiết kế hoàn toàn mới so với những cái cặp tai nghe trước đây. Cái ống dẫn âm này thì mình thấy khá là phổ biến ở những cặp tai nghe Sony, với phần filter được làm bằng xốp bọt biển ở bên trong. Nó không giống như những cặp tai nghe khác, thường filter họ sẽ làm bằng kim loại hay là bằng vải. Khi mà xem cái cặp tai nghe này ở trên mạng thì mình khá là thích thú với cái thiết kế này và mình nghĩ rằng khi cầm trên tay thì nó sẽ bé hơn. Tuy nhiên khi cầm trên tay thì mình thấy cặp tai nghe này vẫn khá là to. Cái trọng lượng của nó cũng khá là nặng so với những cái cặp tai nghe ở cùng tầm giá như là Sennheiser Momentum thì nó vẫn nhẹ hơn và nó vẫn nhỏ hơn cặp tai nghe này. Mình sẽ đeo cái cặp tai nghe này lên để chúng ta cùng trải nghiệm cái cảm giác đeo của cặp tai nghe này nhá. Nó sẽ nằm trọn vẹn ở trong khoanh tai của chúng ta luôn, khác với chiếc 1000XM3 nó sẽ bị trồi ra ngoài. Cái đầu tiên mình thấy khác biệt so với chiếc M3 đấy là cái khả năng bám ở trên tai của nó cực kỳ chắc và nó bám cực kỳ tốt. Nó cũng gọn gàng hơn so với chiếc 1000XM3. Tuy nhiên cái phần vành ngoài này nó hơi to một chút và khi đeo nó không mang đến cho mình một cái cảm giác thoải mái như ở chiếc M3 và nó cũng không thoải mái như ở trên chiếc Sennheiser Momentum Dualist 2. Sau cái cảm giác đeo ban đầu hơi chật trội và hơi kích tai thì mình tiếp tục sử dụng nó trong một thời gian thì mình cảm thấy rằng dần dần mình quen với cái kích thước này thì mình thấy rằng là nó đeo cũng rất là tốt, nó cũng không làm cho mình bị ê hay là đau tai sau một thời gian đeo. Chỉ có một điều là nó hơi bị kích một chút và nó hơi cảm giác là hơi căng ở trong cái phần khoanh tai của mình. Với một số bạn tai nhỏ, đặc biệt là với những bạn nữ thì các bạn nên trải nghiệm thử, bởi vì có thể các bạn sẽ đeo không vừa và có thể các bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Cặp tai nghe này chỉ được trang bị cái khả năng chống nước là IP4 thì các bạn chỉ có thể tập gym và chạy bộ trong cái môi trường khô ráo. Còn nếu như mà trời mưa thì các bạn nên cất đi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trong những trải nghiệm tốt nhất của chiếc M4 này, đó chính là cái khả năng chống ồn chủ động, cái khả năng xuyên âm. Có rất là nhiều người đã nói về cái khả năng chống ồn của cặp tai nghe này. Có người thì nói rằng là đây là một cái cải tiến lùi, có người thì bảo là nó không tốt bằng chiếc M3. Tuy nhiên với cá nhân mình, sau khi trải nghiệm khả năng chống ồn của cặp tai nghe này thì mình khẳng định luôn, đây là một trong những chiếc tai nghe có khả năng chống ồn tốt nhất ở trên thế giới hiện nay. Và chắc chắn đây là cặp tai nghe chống ồn tốt hơn so với 1000XM3. Với cá nhân mình, chiếc tai nghe này nó còn chống ồn tốt hơn chiếc AirPods Pro cũng như là chiếc Huawei FreeBuds Pro. Còn với những cái cặp tai nghe ở cái tầm trung thì chắc chắn không phải là đối thủ của cặp tai nghe này. So với chiếc 1000XM3 và so với những cái thế hệ trước đây của Sony thì ngoài cái việc có thể loại bỏ đi gần như hoàn toàn cái tiếng ồn động cơ thì cái cặp tai nghe này nó còn có thể làm giảm đi được khá là nhiều những cái tiếng nói từ môi trường xung quanh chúng ta. Nó giúp cho khi mà các bạn phải làm việc hoặc phải tập trung ở những cái nơi có cái môi trường ồn ào như là quán bar hay là quán cà phê thì các bạn vẫn có được cái không gian rất là tĩnh lặng và rất là yên tĩnh. Ngay khi mà các bạn bật cái chế độ chống ồn lên thì gần như các bạn sẽ rơi vào một cái trạng thái không gian khác, một cái trạng thái không gian rất là tĩnh lặng. Nó im ắng đến nỗi mà các bạn sẽ cảm thấy rằng hơi bị lạ một chút. Đó là cái điều mà mình cảm nhận được từ cặp tai nghe này. Tất nhiên là cái khả năng chống ồn nó sẽ phụ thuộc vào cái việc các bạn có đeo fit cái cặp tai nghe này không. Nếu như mà các bạn đeo không fit, các bạn nên thay bằng cái mút khác. Ở trong hộp nó còn có size S và size L nữa. Và khi mà đeo fit thì cái khả năng chống ồn của nó mới được thể hiện một cách tốt nhất. Còn nói về cái xuyên âm thì cái xuyên âm của cặp tai nghe này cũng cực kỳ ấn tượng luôn. Nó giúp cho cái không gian xung quanh được nghe rõ ràng hơn. Cái tiếng ồn ở môi trường bên ngoài đã bị loại bỏ đi rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà mình đi xe máy ngoài đường thì cái khả năng cản gió của cặp tai nghe này nó vẫn là một cái vấn đề lớn. Tiếng gió nó rít vào trong tai khiến cho mình cảm giác không thoải mái khi mà nghe nhạc. Mình nghĩ rằng cái khả năng loại bỏ tiếng gió này nó chỉ phù hợp với việc chúng ta đi bộ hoặc chạy bộ thôi, chứ còn nếu mà các bạn đi xe máy thì cái tiếng gió của nó vẫn rất là lớn. Thường khi mà đi xe máy thì mình sẽ tắt cả cái chế độ chống ồn và chế độ xuyên âm đi để đảm bảo là cái tiếng gió nó không ảnh hưởng đến cái việc nghe nhạc của mình và nó cũng giúp cho mình có thể nghe rõ được âm thanh xung quanh. Còn nói về cái mic đàm thoại cặp tai nghe này, mình thấy rằng đây là một cặp tai nghe có cái mic đàm thoại cực kỳ tốt, kể cả ở trong môi trường trong nhà lẫn ở ngoài đường, nó đều cho chúng ta một cái khả năng đàm thoại rất là trong, rất là rõ ràng và loại bỏ đi tạp âm được cực kỳ tốt. Mình sẽ có một cái đoạn test microphone của cặp tai nghe này, các bạn xem qua thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái chất lượng mic của cặp tai nghe này nhá. Alo 1234, đây là bài thử nghiệm microphone của tai nghe WF 1000XM4. Mình cũng đang ngồi cách một chiếc quạt khoảng 1 mét để các bạn có thể thấy được khả năng lọc tiếng ồn của mic. Alo, alo. Còn bây giờ thì mình sẽ nói thêm một chút về cái tính năng thông minh của cái cặp tai nghe này. Đây là một cặp tai nghe rất là thông minh. Thứ nhất là nó có một cái cảm biến tiệm cận ở trên tai. Khi mà đeo lên trên tai thì nó sẽ tự động bật nhạc và khi chúng ta lấy tai nghe ra khỏi thì nó sẽ tự động ngắt nhạc.
Cái thứ hai là cái tai nghe này nó tích hợp cái tính năng là speak to chat. Khi mà chúng ta đang nghe nhạc mà chúng ta cần giao tiếp với người bên cạnh thì cái tai nghe này nó sẽ tự động kích hoạt chuyển đổi sang cái chế độ xuyên âm và tạm dừng nhạc lại để giúp cho chúng ta có thể nghe và giao tiếp với người xung quanh một cách dễ dàng hơn. Và ngay sau khi mà kết thúc giao tiếp đấy thì cái tai nghe nó sẽ tự động bật lại nhạc. Tất nhiên là chúng ta có thể kích hoạt và tắt bỏ cái tính năng này ngay ở trên app. Thêm một cái tính năng nữa mà mình thấy cũng rất là hay, đó là cái tính năng chủ động nhận biết môi trường xung quanh. Khi mà chúng ta kích hoạt cái tính năng này thì nó sẽ tự động điều chỉnh cái chống ồn cho phù hợp với từng môi trường khác nhau. Tiếp đến đấy là chúng ta sẽ có một cái app ở trên điện thoại, và trên cái app đấy thì chúng ta có thể điều chỉnh lại cái phím bấm cho phù hợp với nhu cầu dùng của chúng ta này. Chúng ta cũng có thể cập nhật phần mềm, chúng ta cũng có thể điều chỉnh lại cái phần equalizer cho phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Thêm đấy thì chúng ta cũng có thể chạm vào bề mặt của cái cặp tai nghe này để chuyển sang chế độ xuyên âm để chúng ta có thể giao tiếp nhanh với người xung quanh. Đây cũng là một cái tính năng rất là hay và mình rất là thích khi Sony đã đưa cái tính năng này lên chiếc tai nghe True Wireless của họ. Còn nói về cái trải nghiệm phím cảm ứng ở trên cặp tai nghe này thì nó cực kỳ tốt. Cái phần phím cảm ứng của nó rất là nhạy và chúng ta chỉ cần chạm nhẹ lên thì nó đã có thể điều khiển được rồi. Tất nhiên là cái phần điều khiển này nó cũng có một cái điểm mình chưa được hài lòng, đấy là cái thao tác ở trên tai nghe nó cũng không có nhiều. Với mặc định của nó thì chúng ta sẽ không có tăng giảm âm lượng, chúng ta chỉ có dừng chạy nhạc, nhận cuộc gọi, chuyển bài và kích hoạt chế độ chống ồn hoặc xuyên âm thôi. Còn về cái độ trễ của cặp tai nghe này, do được trang bị cái Bluetooth 5.2 mang đến cho chúng ta cái độ trễ giữa hình và tiếng khá là thấp, và chúng ta hoàn toàn có thể chơi game và xem phim thông thường với cặp tai nghe này. Test qua thì mình thấy rằng là cái cặp tai nghe này sẽ mang đến một cái độ trễ khoảng tầm 150 Hz, mà cũng tương ứng với những cặp tai nghe sử dụng Bluetooth 5.2 của Qualcomm hiện nay. Tuy nhiên với những người chơi game chuyên nghiệp thì mình khuyên các bạn nên tìm tới những cái cặp tai nghe có chế độ gaming mode thì nó sẽ mang đến cái trải nghiệm tốt hơn nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Và đây cũng là cái phần mình bất ngờ nhất. Trước khi mà mình được trải nghiệm cặp tai nghe này thì mình đã xem qua những cái review của rất là nhiều người ở trên mạng. Thì có một số người chê rằng đây là một cái cải tiến lùi so với VKF M3. Tuy nhiên sau khi mà mình trải nghiệm thực tế thì mình đã rất là bất ngờ với cái cặp tai nghe này. Mình đã phải nghe rất là kỹ và càng nghe thì mình càng thấy thích cái chất tiếng của cặp tai nghe này luôn. Cuối cùng thì mình đưa đến một cái kết luận là chiếc M4 này có cái âm thanh chất lượng hơn và nó cao cấp hơn hẳn một bậc so với chiếc M3 luôn. Cái sự khác biệt lớn nhất nó nằm ở 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái độ chi tiết của nó, với cái việc nó đạt chuẩn 2Hz khiến cho cái cặp tai nghe này nó có cái độ chi tiết và cái độ sắc nét tốt hơn rất là nhiều. Cái thứ hai đó là cái âm trường của cặp tai nghe này nó rộng và thoáng hơn hẳn. Cái thứ ba đấy là cái âm trầm của nó dày, đánh bùng nổ cũng như là xuống sâu hơn so với chiếc 1003. Về tổng thể thì đây là một cặp tai nghe mang đến cái chất âm ấm áp. Nó khác chiếc 1003 với âm thanh thiên hướng sáng sủa. Chúng ta sẽ có một giải trầm vào dạng tốt nhất và chất lượng nhất ở trên thị trường hiện nay. Đây là một cặp tai nghe sở hữu một cái giải trầm mà bất kỳ một người yêu dòng nhạc EDM, bất kỳ một người yêu dòng nhạc sôi động nào cũng mong muốn sở hữu nó. Và nó mang đến một cái âm trầm rất bùng nổ, rất là sâu và lực đánh rất là căng. Đồng thời cái tốc độ của cái giải trầm này cũng cực kỳ tốt. Cái độ lan tỏa và cái độ bóc tách của cái giải trầm này cũng rất là ấn tượng. Nó thực sự là một cái giải trầm mê hoặc những người thích dòng nhạc sôi động. Tất nhiên với những cái dòng nhạc khác như là với những cái dòng nhạc trữ tình, với những cái dòng nhạc đòi hỏi cái âm trầm nó chỉ nhăn nhá thôi, thì cái cặp tai nghe này nó vẫn mang đến một cái âm trầm rất là tốt. Nó không bị ù lấn quá nhiều, nó chơi cũng rất là nền nã. Và mình thực sự là không thể chê được với cái giải trầm của cặp tai nghe này. Trong rất nhiều những cái cặp tai nghe mình đã nghe như là Sennheiser Momentum True Wireless 2, DVLS Gemini hoặc Noble Falcon Pro, thì đây là cặp tai nghe mang đến âm trầm bùng nổ và mạnh mẽ nhất. Bên cạnh đấy một cái giải trung rất Sony, một cái giải trung trẻ, cái giải trung có cái độ ngọt, có cái độ ấm, có cái độ khàn. Tuy nhiên với cá nhân mình thì cái giải trung này khi mà các bạn không bật 2Hz thì nó vẫn có một cái gì đấy hơi mỏng một chút. Nhưng khi mà các bạn kích hoạt được cái chế độ 2Hz thì cái giải trung này thực sự là tuyệt vời. Nó mang đến một cái giải trung rất là vừa vặn, rất là sạch sẽ, rất là chi tiết, không thể chê được nếu như các bạn bật 2Hz. Giải chép là một cái giải được làm vừa đủ thôi, không phải là một cái giải chép quá sáng sủa như là Noble Falcon Pro, mà nó nằm ngay ở cái khoảng mà Sennheiser Momentum có được. Đó là một cái giải chép đủ len keng, đủ rộng và đủ chi tiết để chúng ta có thể nghe rõ ràng, để cho chúng ta có thể cảm nhận được rõ cái không gian, cái độ thoáng trong bài nhạc. Đây sẽ là một cặp tai nghe chơi tốt nhất với cái dòng nhạc trẻ, dòng nhạc sôi động, dòng nhạc DJ. Tất nhiên với những cái dòng nhạc khác như là dòng nhạc trữ tình hay là những cái dòng nhạc không lời thì đây vẫn là một cặp tai nghe thể hiện ở cái mức khá chứ không hề tệ một chút nào.
Và trong những ngày gần đây thì mình cũng trải nghiệm một cặp tai nghe khác có cái chất âm gần giống nhất với chiếc Sony này, đó chính là chiếc Libertone E cộng Gen 2. Mình đã so sánh đi so sánh lại thì hai cặp tai nghe này có cái chất âm khá là giống nhau. Tuy nhiên chiếc Sony này có cái âm trầm mạnh hơn một chút. Ngược lại, Libertone lại có cái âm mid nó dày dặn, nó mượt hơn một chút. Còn lại thì tổng thể gần như là giống nhau. Chính vì vậy, nếu như các bạn không cần cái tai nghe chống ồn quá tốt, nếu như các bạn cần một cái cặp tai nghe nó đeo thoải mái hơn, thời trang hơn, thì các bạn có thể cân nhắc cái cặp tai nghe Libertone E cộng Gen 2. Còn nếu như các bạn so sánh chiếc tai nghe này với chiếc AirPods Pro thì âm thanh của AirPods Pro có một cái gì đấy nó hơi bị mỏng mà nó hơi bị nhẹ và nó hơi bị thiếu chi tiết như cặp tai nghe này. Vậy cặp tai nghe này sẽ dành cho ai? Nó sẽ dành cho những người mà có đôi tai to, cho những người yêu cầu cái khả năng chống ồn cực kỳ tốt, cũng dành cho những người yêu thích cái dòng nhạc sôi động, yêu thích cái âm thanh mạnh mẽ, yêu thích cái âm trầm, yêu thích cái sự bùng nổ, cái sự trẻ trung, cái sự khỏe khoắn trong cái chất âm. Với cái mức giá là 6 triệu rưỡi thì đây là một cái mức giá khá là cao so với chiếc 1000M3. Tuy nhiên với những gì mà cặp tai nghe này đem lại cho mình thì mình thấy nó rất là xứng đáng với cái tầm tiền này. Và mình phải khẳng định lại rằng đây là một trong những cặp tai nghe có âm thanh tốt nhất ở trên thị trường hiện nay. Trong bài đánh giá này thì mình cũng sẽ có một cái phần thu âm lại cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Các bạn xem qua cái phần thu âm đấy thì các bạn sẽ rõ hơn về chất lượng của chiếc VKF-1000XM4 này nhá. Anh đi xa vời thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến nơi đâu anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khổ, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắc trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tim giữ hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay.
Còn bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.